ngươi cũng rất ngoan ngoãn. Có biết tại sao bổn cung lại gọi ngươi là Anh Nhi không? Tên cũ trước đây của Nhàn Phi là Thanh Anh, vậy thì tên ngươi là Anh Nhi, thích hợp lắm đúng không? Tỷ nhớ nhà đầu này làm việc ở Hoa Phòng, tên là Dễ Yến Nguyện. Tại sao tới chỗ của muội muội thì được đổi tên? Chẳng qua là muội thích đôi môi của cô ta có màu hồng như hoa anh đào, cho nên mới tùy ý đặt tên là Anh Nhi thôi, chứ không phải vì tỷ tỷ có tên thật là Thanh Anh đâu. Tỷ tỷ à, hỗn láo! Nàng biết rõ quy danh trước đây của Nhàn Quý Phi là Thanh Anh, còn lấy tên này đặt cho cô ấy, như vậy thật vô lý. Hoàng thượng, thần thiếp không hề cố ý, thần thiếp thật sự không có nghĩ đến việc này. Sau này ngươi không phải lấy tên Anh Nhi nữa, cứ lấy tên gốc Yến Nguyện của ngươi đi, cũng không cần phải về Khải Tường cung nữa. Dạ.